em xin giới thiệu với mọi người máy đốt mini beauty laser. Thì ở cái máy đốt này mình sẽ có hai cái đầu đốt đi kèm để mình thay phiên nhau. Ngoài ra còn có một cái dây nguồn. Thì để sử dụng máy, đầu tiên mình sẽ cắm dây nguồn vào ổ điện. Ở phía sau thân máy sẽ có một cái ổ cắm. Bên đây là cái thanh nút để điều chỉnh các chức năng của máy. Phía dưới này là các nút bấm. Mình sẽ bấm nút đầu tiên là nút on off để mở máy. Bấm đè liên tục thì màn hình phía trên sẽ hiển thị. Phía bên tay trái sẽ là các cái thanh của hạn mức năng lượng. Bên tay phải sẽ là các thanh của mức tần số. Thì để chỉnh hai thanh này mình sẽ có hai cái nút tương ứng ở phía dưới. Lúc này thì mình sẽ điều chỉnh tăng giảm tần số. Bên nút ở giữa mình sẽ điều chỉnh tăng giảm năng lượng. Thì khi sử dụng mình sẽ cài đặt từ mức năng lượng từ thấp lên cao. Sau khi mình điều chỉnh tần số và năng lượng thì mình sẽ bấm nút ở phía trên đầu của máy để hoạt động máy. Sau khi cái thanh năng lượng nó chớp nháy là hiển thị máy đang hoạt động. Thì khi đó mình sẽ tiến hành đặt lên tay và nhấn giữ nút phía trên đầu của máy để điều trị. Sau khi điều trị xong thì mình sẽ bấm nút on off, nhấn giữ để tắt máy.